Dạ, đến với chuyên mục tách đồ đi làm. Rồi, chuyến đi lần này chắc sẽ không có chiếc camera nào review cả, nhưng mà có lens mới để review anh em ạ. Cũng khá là lâu rồi mình chưa phải chụp nhiều ảnh như này anh em ạ. Mong là chuyến đi này sẽ vui. Tuy nhiên, để đi chụp ảnh ấy, đi review lens này, chúng ta cần tách đồ. Đồ quần áo thì chưa nói đến, nhưng mà chúng ta sẽ phải tách đồ máy ảnh. Và mình muốn nói chuyện mạng một chút về việc tách những cái gì vào trong ba lô máy ảnh để mang đi. Rồi, thật ra không biết các bạn thế nào, nhưng với mình cũng khá thích pack đồ để đi du lịch anh em ạ. Nhất là pack cái ba lô máy ảnh của mình. Lý do ấy thì là vì lần nào mình cũng cố gắng để cho mang ít đồ nhất có thể, và kiểu như là nhỉ? Productive nhất có thể trong việc pack đồ. Nhưng mà như mình toàn thất bại thôi anh em ạ. Vậy là hôm nay mình sẽ cố một lần nữa, và mình muốn nói với anh em về một cái chuyện gọi là nào nhỉ? Pack đồ thế nào, pack kia thế nào cho anh em vui vẻ đi chụp, đi quay. Bắt đầu thôi. Rồi, hồi lâu lâu rồi thì mình có đọc được ở trong một quyển sách. Rồi, quyển sách tên là The Happiness Hypothesis. Nghe thì hơi ngôn tình một tí, nhưng mà quyển sách thì không ngôn tình đâu các bạn. Anh em nào chưa đọc thì mình khuyên anh em nên đọc thử. Thì có rất nhiều thứ trong quyển sách đấy, nhưng mà nó có một cái thứ gọi là The Choice Paradox. Tức là khi mà anh em có quá nhiều lựa chọn thì anh em sẽ không thật sự vui vẻ với bất kỳ lựa chọn nào cả. Nhưng mà mình sẽ ví dụ cho anh em nhé, là trước đây mình có rất nhiều lens, mình có rất nhiều máy. Mình nhớ lúc mình có nhiều lens nhất ý, mình có đến khoảng 4 cái lens, có một cái 24-70 đến 16-35 này, một cái 85mm, một cái 50mm f1.8. Hồi đấy thì trong ba lô của mình đây, giả sử đây là cái ba lô của mình hồi đấy nhá, lúc nào nó cũng đầy áp luôn anh em ạ. Nhiều người nhìn vào ba lô đấy, anh em thích kiểu chụp ảnh quay video nhìn vào ba lô sẽ thấy uầy, giàu thế, nhiều máy ảnh, nhiều lens thế. Nhưng việc nhiều máy ảnh và nhiều lens lại gây khó khăn cho các bạn, nghe lạ nhỉ? Rồi, cái việc khó khăn ở đây đó chính là các bạn sẽ không vui vẻ với bất kỳ một sự lựa chọn nào của mình, tại vì các bạn nghĩ cái sự lựa chọn còn lại có thể nó tốt hơn. Ví dụ đi, trong một buổi chụp chân dung mình biết là mình chỉ cần mang chiếc 85mm đi thôi là mình ok rồi, nhưng mình lại bắt đầu suy nghĩ là lỡ đâu mình cần chụp chân dung góc rộng một tí, cần chiếc 16-35, hoặc là lỡ đâu mình thích zoom ra zoom vào đứng một chỗ thôi, mình cần chiếc 24-70. Đó, thế là cả buổi chụp mình hoàn toàn không yên tâm với chiếc 85mm của mình một tí nào. Mình sẽ chỉ nghĩ là giá như mà mình mang thêm cái kia đi thì mình đã yên tâm hơn để mình chụp hơn. Trước đây mình hay nghĩ thế anh em ạ. Ok, vậy mọi chuyện sẽ như thế nào nếu như mình kiểu không suy nghĩ nữa, mình quyết định mình mang tất cả mọi thứ mình có đi, thì lúc đấy mình cũng không vui anh em ạ. Câu chuyện là trong một lần đi du lịch mình mang quá nhiều thứ, mình mang cả laptop 16 inch này, mang tất cả thứ đi. Cuối cùng kiểu như là mọi người thoải mái, mọi người đi chơi, mọi người chụp ảnh các thứ, còn mình thì lúc nào cũng đứng lại kiểu như là xem lắp lens nào, dùng filter kia được không, zoom đến tiêu cự này có ok không, cho nên quay bằng A7S3 hay là quay shot này bằng A7 III. Thế nên là đó chính là lúc mà mình nhận ra thật sự cái vấn đề mà mình đã đọc ở trong quyển sách kia ấy, đó chính là đúng, nếu các bạn có quá nhiều lựa chọn các bạn cũng sẽ không vui với các lựa chọn của các bạn. Câu trả lời đơn giản nhất đó chính là hãy giới hạn sự lựa chọn của các bạn lại. Giới hạn ở đây không phải là kiểu như tự làm khó bản thân mình, không kiểu phải thử sách này hay kia. Giới hạn chỉ đơn giản là nhìn kỹ lại xem trong những lựa chọn của các bạn cái nào các bạn thực sự thoải mái nhất. Ví dụ với mình đi, trước đây mình có hai body và rất nhiều chiếc lens đúng không, nhưng mà bây giờ ấy thì mình thoải mái nhất là với một chiếc body bằng chiếc 24-70 f/2.8 này thôi, mình có thể làm được mọi thứ. Thỉnh thoảng đi mình có thể thay chiếc 24-70 f/2.8 này bằng chiếc 16-35. Thế là xong, và thế là chiếc ba lô du lịch của mình đã giảm từ 2 cái body, 4 cái lens thành có 1 body và 2 cái lens thay ra thay vào thôi. Thêm vào nữa mình có một cái luật nhé, đó chính là tất cả những món đồ mà nằm ở trên bàn của mình ý, một tuần cho đến 2 tuần mà mình không động vào chắc chắn mình sẽ bán nó đi. Đó hơi dài dòng rồi, nhưng mà thôi, quay lại câu chuyện pack đồ thì pack đồ hôm nay chúng ta sẽ có những gì. Chúng ta sẽ có một chiếc body và chiếc 24-70. Rất có thể mình sẽ đem thêm chiếc 16-35 đang cắm trên chiếc máy quay vlog ở đây và chiếc ba lô này. Thế là xong. Rồi, đó là chuyện máy ảnh. Đi du lịch không thể nào chỉ mang máy ảnh đi theo đúng không? Chúng ta còn cần quần áo nữa. Đó, thế là chúng ta có chiếc vali khá là to ở đây. Đấy, quần áo cũng là một vấn đề nữa anh em ạ. Nhiều người hay hỏi mình là tại sao kiểu chỉ mặc áo đen thôi, thì hình như mình có giải thích cho anh em rồi. Nhưng vấn đề của việc anh em mặc kiểu những bộ quần áo giống nhau ấy, thì đầu tiên anh em không phải lựa chọn quá nhiều cho những bộ quần áo mà anh em mặc. Mình thấy chị em phụ nữ là cái minh chứng rõ nhất cho cái việc mà khi bạn có quá nhiều lựa chọn các bạn sẽ không vui với bất kỳ lựa chọn nào hết ấy. Đó chính là nhìn vào tủ quần áo đầy ắp, các bạn có rất nhiều lựa chọn, nhưng mà cái câu mà chị em hay thốt ra là cái gì? Em chẳng có gì để mặc cả. Thậm chí như có một bài hát về vấn đề này. Cuộc chiến này lại đi vào bế tắc. Yeah. Thôi ở nhà không có đi đâu hết, hôm nay em không có cái gì để mặc. Đấy, vấn đề nó đơn giản là như thế thôi. Cái lý thuyết về việc lựa chọn này thì như là có tất cả mọi nơi, kiểu ai cũng đã từng gặp cái này rồi, chỉ là mọi người không nhận ra thôi. Còn với mình, sau một khoảng thời gian đau lưng này, xách rất nhiều đồ đi, nhất là đồ đi du lịch, quần áo mang đi xong rồi kiểu về bỏ ra cất lại vào tủ không hề mặc ấy, mình quyết định mặc cái gì cũng tốt.
Quần áo duy nhất mình mang đi sinh. Chắc có vài cái áo, vài cái quần anh em ạ. Phải nhét vào vali to đùng kia. Ok, sau một đêm thì công cuộc pack đồ tạm xong. Vali siêu ít thứ. Nhầm, ba lô siêu ít thứ. Đó. Một sự tiến bộ nhất định. Bây giờ thì taxi đến rồi. Đi thôi anh em.